nóng khán giả yêu cầu cấm sóng ca sĩ hb cháu gái duy nhất theo nghề nghệ sĩ ưu tú vũ linh trong nhóm tẩy chay ca sĩ hb có 32.000 thành viên khán giả đã bức xúc dữ dội trước lời hâm dọa của ca sĩ hb đòi lập vi bằng đòi kiện cộng đồng mạng youtuber lấy luật chơi hả tôi đại diện là một khán giả việt nam và dựa vào quyết định số 3196 của bộ văn hóa Thể thao và du lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021 có một số yêu cầu ca sĩ HB giải thích rõ. 1. Tại chương 2, điều 4, khoảng 3 của quyết định. Giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín, danh dự của người hoạt động nghệ thuật phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội. Tại vụ việc lùng xùng về minh bạch tiền bạc đám tang cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà cô ca sĩ HB có dính vào. Chúng tôi có quyền nghi ngờ về phẩm chất đạo đức của ca sĩ HB. Để xóa tan những nghi ngờ này, đề nghị HB sao kê rõ ràng để khán giả hiểu rõ hơn. Hai tại chương 2, điều 6, khoảng 1 trân trọng các thế hệ nghệ sĩ đi trước trong việc trao truyền những giá trị văn hóa, tôn trọng, bảo vệ uy tín của đồng nghiệp trước công chúng, khán giả và xã hội. Tại sao ca sĩ HB không đứng ra minh oan cho Vũ Luân vụ ký kết hợp đồng với BH Media làm cho Vũ Luân bị công kích hơn 2 tháng, trong khi chính HB là người ký kết? 3. Tại chương 2, điều 7, khoảng 3. Không lợi dụng niềm tin, tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân dưới mọi hình thức. Tôi có quyền nghi ngờ ca sĩ HB lợi dụng tình cảm của công chúng, khán giả để trục lợi cá nhân. Để xóa tan nghi ngờ, đề nghị ca sĩ HB minh bạch vấn đề tiền bạc có kêu gọi hay không? 4 tại chương 2, điều 8, khoảng 2 Không sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột, phân biệt vùng, miền, giới tính, tín ngưỡng, tôn giáo, không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục. Có một clip có âm thanh mà chúng tôi cho rằng đó là âm thanh của ca sĩ HB, "Nguyên văn tao họ gì kệ mẹ tao, nhưng tao là con cháu ruột của cậu tao." Là một khán giả của Việt Nam, tôi cho rằng ngôn ngữ trên nếu xuất phát từ một người nghệ sĩ là trái với thuần phong mỹ tục. Năm, bởi vì lùng sùng tiền bạc trong đám tang của cố nghệ sĩ Ưu Tú Vũ Linh, cộng đồng mạng chúng tôi có quyền nghi ngờ và có quyền được biết sự thật. Nếu ca sĩ HB không thể giải thích rõ ràng Tôi có quyền nghi ngờ về đạo đức cô ca sĩ này và sẽ cấm tất cả con cháu trong gia đình, khuyên tất cả các bạn bè đồng nghiệp không xem và ủng hộ bất cứ chương trình nào có sự góp mặt ca sĩ HB. Đây không phải là tẩy chay, đây là chọn lọc. Tôi không muốn một người có vấn đề về đạo đức làm ảnh hưởng đến gia đình và bạn bè, đồng nghiệp tôi